Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 105, ngày 5, Bước đi trong sự yêu thương. Bước đi trong sự yêu thương. Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1, câu 2. Câu ghi nhớ Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2 phần A. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, vì chúng ta phó chính mình Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em và vì chúng ta phó chính mình Ngài. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 câu 2. Kinh Thánh Tân Ước trang 201. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 câu 2. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời y như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nha. Hãy bước đi trong sự yêu thương. Cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em và vì chúng ta phó chính mình Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em và vì chúng ta phó chính mình Ngài. Trong phần tìm hiểu, em hãy khoanh tròn bóng của con vật ở đầu dòng. Ở đây chúng ta thấy có con gì đây các em? Con hà mã. Con hà mã là con trâu nước. Nó ở dưới nước. Con hà mã này là cái bóng của nó là cái nào các em tự tìm được không? Đây, cái bóng của nó đây à, mình tìm thấy cái bóng nó giống như là cái hình vậy đó à. Này là bóng của con chim nè, cái này cái bóng của con cọp. Này là của con nhím. Rồi bây giờ cái hình thứ hai là hình con chim nè. Cái chim cái bóng nó đâu à, đây. Cái bóng với cái hình nó rất là giống nhau. Rồi bây giờ con cọp. Cọp cái bóng nó đâu? Cái hai con gần giống nhau đó là con hà mã. Hà mã thì nó mập hơn ha, cái đuôi nó ngắn hơn, còn con cọp nó ốm hơn, cái đuôi nó dài hơn nè. Cọp. Rồi cuối cùng là con nhím. Con nhím thì nó khác với cái con khác nè, nó ngắn à. Đây, con nhím này. Bắt chước giống như hình với bóng. Ví dụ như cái hình này thì cái bóng rất là giống nhau à. Hình này thì cái bóng này rất giống nhau. Khi mình đi dưới trời nắng à, thì à, cái hình của mình á, à, nó chiếu xuống đất một cái bóng. Cái bóng nó rất là giống với mình. Hoặc là buổi tối mình đi với ánh đèn thì nó cũng chiếu cái hình mình, cái bóng ở dưới đất hay là ở trên tường. Thì cái người mình như thế nào thì cái hình bóng mình như thế đó. Bắt chước giống như hình với bóng, hình nào bóng đó. Bắt chước Đức Chúa Trời là làm giống Đức Chúa Trời, bước đi trong sự yêu thương.
Chúa yêu thương chúng ta như thế nào thì chúng ta yêu thương người khác như vậy. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, phó chính mình Ngài xả thân chết cho tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta cũng yêu thương người khác, cũng hy sinh những cái quyền lợi, những cái điều tốt của mình giúp cho người khác. Nhận biết Chúa yêu thương nên chúng ta sống trong sự yêu thương anh chị em như Chúa yêu chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta cho nên chúng ta cũng bắt chước theo Chúa, bước đi trong sự yêu thương những anh chị em khác. Thực hành điều em muốn giống Cha trên trời, sống yêu thương. Trong tuần này em bày tỏ sự yêu thương qua việc gì? Ví dụ như giúp cho bạn của mình, để bạn của mình có cái tập vở đi học, hay là chỉ bài cho bạn, hay là làm cái điều gì đó cho bạn của mình. Mình ghi ra đây, cái việc đó thể hiện tình yêu thương. Mình ghi ra đây, các em tự ghi nhé. Tuần này xin Chúa giúp em tập sống yêu thương qua việc quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ điều em có với bạn. Bạn ghi được bạn tên gì nè, mà từ trước giờ em ít quan tâm đến bạn. Mình tuần này mình tập sống yêu thương trong việc quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ với bạn. Có thể bạn đó là bạn cá biệt, hay là ít có được quan tâm nhất ở trong lớp của mình, ở trong xóm giềng của mình. Mình quan tâm, mình chia sẻ, mình thăm hỏi bạn. Mình ghi ra lời cầu nguyện nhé. Kính thưa Chúa, con cảm tạ và Chúa vì Ngài yêu thương con. Vì Ngài yêu thương con, xin Chúa giúp con sống yêu thương gia đình và mọi người. Chúng ta cùng hiệp ý nha, trong lời cầu nguyện nha. Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu thương con. Xin Chúa giúp con sống yêu thương gia đình và mọi người. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, để chúng ta bắt chước Chúa và sống ở trong sự yêu thương. Xin Chúa ban phước cho các em học sinh ngày khai giảng được vui vẻ và bắt đầu một năm mới, một năm học mới được khỏe mạnh, bình an, sự khôn ngoan của Chúa ban cho để học được kết quả tốt, cũng như học lời Chúa được có sự tăng trưởng, phát triển về tâm linh. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.